thay vì lựa chọn Mazda 3 hay là Coratis hay kể cả là Elantra đi, thì em Tuấn Anh có một lựa chọn hay hơn cho quý anh chị ở trong cùng phân khúc, phải nói là giữ giá nhất ở trong phân khúc luôn ạ. Chính là chiếc Kia Cerato trên mắt quý anh chị đây. Hôm nay em Tuấn Anh xin phép giới thiệu cho quý anh chị chiếc xe Kia Cerato phiên bản, đây là phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2020. Một chủ từ đầu, lăn bánh mới chỉ có 4 vạn km thôi. Có nước sơn là màu đỏ. Anh chị nào mệnh hỏa hợp màu đỏ hay kể cả là thích màu đỏ thì liên hệ với em sớm nhá. Chiếc xe này quá đẹp luôn, đẹp từ trong vào ra ngoài luôn. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho quý anh chị xem ạ. Cerato thì là một mẫu xe giữ giá và có một cái form dáng khỏe khoắn từ ngày xưa rồi. Đầu tiên ở phần đầu xe chúng ta sẽ thấy là cái phần lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng của Kia từ ngày xưa đến bây giờ vẫn được giữ nguyên. Và chúng ta có cái cảm biến trước rồi này. Và chúng ta có những cái chi tiết như mạ chrome ở đây tạo cái điểm nhấn cho xe. Đó, đèn chúng ta đã được trang bị đèn bi rồi anh chị nhá. Ok, ở bên cạnh đây chúng ta có thể thấy là cái đèn xi nhan được đặt ở phía dưới này. Chúng ta có đèn xi nhan đặt phía dưới này. Và chúng ta có một cái ba đợt sốc cái cảng trước được trang bị phần sơn là phần đen bóng, trông rất là thể thao luôn anh chị ạ. Có một điều đặc biệt ở đây này là em đang thấy, đó là chiếc xe được giữ nguyên 4 quả lốp Continental theo xe luôn. Mà lốp Continental của Cerato anh chị có thể thấy là nó rất là bền, và quan trọng nhất vẫn là gai rất là bám đường luôn. Đấy là một cái điểm cộng. Chúng ta có xi nhan LED tích hợp ở trên gương đây rồi. Và cái gương nhỏ nhắn trông rất là thể thao luôn này. Đăng kiểm thì còn tới tận tháng 5 năm 2025 nhá anh chị nhá. Đăng kiểm còn tận tháng 5 năm 2025 cơ. Đó. Ok. Trần chúng ta sẽ là trần đen và có cửa sổ trời trên này hết rồi. Wow. Thực ra điểm nói luôn là thang cô lắp ráp thân vỏ em thấy vẫn rất là cứng cáp luôn anh chị ạ. Cứng cáp cực kỳ luôn. Mời anh chị ra phần cốp xe nào. Ở phần đuôi xe này ấy, thì em thích một cái là cái cụm đèn hậu dạng LED hình chữ F đúng không? Đây là hình chữ F. Rất là đẹp luôn. Khi mà chúng ta đi buổi tối nhé, chúng ta có cảm nhận nó là nó dạng như kiểu là một mẫu xe thể thao. Nó có cái đường sóng ở đây này. Đấy. Thay vì là một chiếc xe hàn, một chiếc xe đa dụng cho gia đình đúng không ạ? Có chữ Premium ở đây, động cơ 2.0 bốc cực kỳ luôn. Đó. Cốp thì em thấy cốp rất là rộng nhá. Cốp to lắm, vừa to vừa sâu sang hai bên, vừa bè sang hai bên. Đấy, quay gần hộ em đi. Cốp rất là to và sâu, bè rộng sang hai bên luôn. Đấy. Đây là cái thảm để chân em vừa bỏ lên để cho sạch sẽ. Đó. Đóng cái cốp xuống. Cerato 2.0. Mời anh chị vào trong nhé. Bước vào trong nội thất của xe ấy, thì đầu tiên khóa của Cerato thế hệ mới rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đó. Em đóng cái cửa này vào và để nổ chiếc xe lên. Wow. Cửa sổ trời có rồi nên là không gian vào trong rất là thoáng. Đấy. Anh chị thấy này, cái khu vực này là khu vực ở ghế, ma ghế của xe anh chị thấy nhá. Đây, còn rất là mới luôn này. Đấy, quay gần của em. Quay gần của em để xem là cái ma ghế này nó mới như nào. Đấy, xe chạy chuẩn là 43.000 cây. Và thực sự là đối với cái cây số là 43.000 cây thì em nghĩ là một chiếc xe 2020 như vậy đi vậy là ít. Đó, chúng ta có cửa gió điều hòa tua bin ở đây này. Ok. Điều hòa tự động hai vùng độc lập nhá. Rồi hộp số tự động là 6 cấp. Đó. Phanh tay cơ. Chúng ta có tắt cảm biến ở đây, chúng ta có các chế độ lái như là gì? Eco, Smart này, Comfort này. Đó. Và chúng ta sẽ có những cái hiển thị trên màn hình như là chúng ta có cả mở cửa cũng báo này. Rồi thì chế độ lái như thế nào nó cũng báo hết trên này luôn này. Em xem nào. Chúng ta có gạt mưa. Chưa có gạt mưa tự động anh chị ạ. Nhưng mà lại có đèn tự động rồi. Đấy, có đèn tự động rồi. Thích nhất là cái cửa gió này nhá. Nhìn như kiểu là ở trên của mẹ ấy. Kiểu là tua bin đúng không ạ? Các hành trình chủ cũ vẫn giữ nguyên anh chị nhá. Em vẫn giữ nguyên cho anh chị. Và ở trên này chúng ta có cái này là cái gương chống chói. Có gương chống chói rồi. Ok, trên này sẽ là những cái vị trí là chúng ta soi gương các thứ. Rồi. Cruise control được trang bị trên này rồi này. Rồi thì tăng giảm âm lượng, chuyển bài nick bài, chế độ đàm thoại rảnh tay, gương chỉnh điện các thứ là không thể nào thiếu rồi. Đó. Ok, sang hàng ghế thứ hai đi anh chị. Đối với Kia Cerato thì em rất thích giới thiệu cho quý anh chị thấy là cái hàng ghế thứ hai của nó rộng rãi như thế nào. Đấy, bước vào hàng ghế thứ hai nhá. Cái mà đầu tiên em yêu thích ở đây ấy, đó là nó pha trộn giữa Coratis và một chiếc xe nữa là chiếc xe Hyundai Elantra. Đó, tại sao? Nó rộng rãi, nó mang tâm hồn của những hai chiếc xe đó khi ở bên trong. Chúng ta bề hai cái đầu gối này sang một bên này, vẫn rất là thoải mái khi mà người ngồi giữa nhá, không có bị cái cù cấn lồi ở đây. Đấy là một điểm cộng anh chị ạ.
Rồi, cửa gió điều hòa từ hàng ghế thứ hai chúng ta có rồi này. Ok, mời anh chị sang cái phần động cơ, khoang động cơ của xe. Em sẽ quay cái phần khoang động cơ của xe cho quý anh chị chúng ta cùng đánh giá và cảm nhận. Đây chính là khoang động cơ của xe. Em thì chiếc xe này về em đã cho rửa dọn khoang động cơ một chút để cho nó sạch sẽ, chứ chưa có spa gì anh chị ạ. Đấy, anh chị có thể thấy là nó có mới không? Đấy, khu vực ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy này, ốc quản máy các thứ anh chị nhá, nhìn nhá. Đấy, ốc cabo này. Đó, cabo chưa ra tí nào luôn. Keo chỉ, cột kèo, máy móc động cơ số là nguyên bản anh chị nhá. Đấy, em cam kết là thế. Và đối với một chiếc xe đẹp như này thì em xin phép là em đóng cái cabo này xuống để giới thiệu cho quý anh chị xem. Đó. Trong cái phân khúc mà loanh quanh khoảng 500 triệu hơn một tí ấy, thì nói thật luôn là Cerato là một mẫu xe giữ giá nhất anh chị ạ. Đấy, em nói thật là thế. Và chiếc xe này bên em với cái hiện trạng đó là sản xuất 2020, có nước sơn là màu đỏ, một chủ đầu, và chiếc xe mới lăn bánh chỉ có 4 vạn km thôi. Em đang chào bán với mức giá đó là 515 triệu. Giá cả thì bên em vẫn còn thương lượng thêm. Vậy nên là mời quý anh chị quan tâm liên hệ với em Tuấn Anh qua số hotline 0916 789 786 để em Tuấn Anh được phục vụ và hỗ trợ quý anh chị sớm nhất có thể ạ. Dạ vâng ạ, em chào quý anh chị ạ.